với đội. Đội trưởng và huấn luyện viên được đứng ngang với đội chứ không được trên đứng trên phía trên đội. Và để thật là khai mạc được hào hứng của nữ, tôi đề nghị là toàn thể nhân dân chúng ta nổ một tràng pháo tay chúc mừng cho đội trong trận khai mạc ngày hôm nay. Và giới thiệu các bạn. Kiểm tra con số trong tài sân đê. Đủ sân A. Đủ. 12 đệnh 5 giây. Hai đôi nữ đầu tiên chú ý này. Hiệu lệnh của trọng tài này. Hai đôi chuẩn bị sẵn sàng kéo. Không chưa. Hiệu lệnh của trọng tài nhá, thử lần nữa nhá. Hai đội chuẩn bị này, sẵn sàng kéo. Rồi. Như vậy là trọng tài cho thử. May mắn nhất đội này là cho thử, cho nên là vào. Đây là trận khai mạc. Hai đội chuẩn bị, sẵn sàng kéo. Và đây là trận thi đấu giữa xóm An Thịnh trên sân B và xóm Cầu Phường 1. Thế nên là xóm An Thịnh có thể hành động với nhau. Áo trắng vàng của An Thịnh tuy rằng nhỏ hơn nhưng mà đã được thi được 30 phân. Thì trong tay loa từng trận. Khán giả của xóm Cầu lên cổ vũ cho xóm Cầu nào. Và hiện nay sóng cổng đang giành lợi thế. Do đó là các em vận động đã đi được nửa chặng đường. Vẫn còn cơ hội cho sóng Bát Tinh. Sóng Bát Tinh đâu? Cơ hội sóng Bát Tinh đâu? Nhưng mà vẫn kia cơ. Và nói là sao đấy? Văn Người Sinh trở lên. Thở sau giờ là vừa hay bắt sức người chúng ta hít thở sau. Alo chuẩn bị. Chưa 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 chuẩn bị rồi. Sẵn sàng go.
trong biên chế. Xin giới thiệu trận thứ hai ở bảng B, thi đấu trên sân A là đội tuyển nữ xóm Anh Dũng gồm 3 mang trang phục áo trắng đai đỏ gặp thi đấu trên sân B là đội tuyển nữ xóm Bắc Sơn gồm 3 mang trang phục áo trắng đai đỏ, và đặc biệt là toàn thanh niên của xóm Bắc Sơn có thưởng nóng cho đội kéo co nữ 3 triệu đồng. Phải nói xóm Bắc Sơn là cử toàn người yêu đi sau mặt thanh niên kìa, ủng hộ nhiều thế. Và ông Thắng Trương lại ủng hộ cho 500 ngàn nữa. Vậy nâng tổng tỷ số thưởng nóng là 3 triệu 500 ngàn đồng. Kéo xong thì vào lấy hay là lấy trước cho nó ấm tứ. Kiểm tra, cấp số. Và ngay cả đội trưởng vào nhận luôn cho nó đóng. Sân B, đủ. Sân A, đủ. Mọi người ở đây, Hà Nội lên dây. Chắc chân trụ và tập trung cao độ. Cả hai đội chắc chân trụ và tập trung. Không kéo, không kéo. Giữ vững đội hình chắc chân trụ và tập trung thật cao vào. Hai đội chuẩn bị. Sẵn sàng, go! Nóng chưa có tác dụng, đã thưởng gấp đôi thì có lẽ có tác dụng. Nào thưởng đi. Tranh thủ hai đội thả lỏng, các vận động viên chúng ta thả lỏng và hít thở sâu tích cực để lấy sức quyết đấu để hiệp hai. Thả lỏng đi, các vận động viên chúng ta thả lỏng đi. Thả lỏng và hít thở sâu ra để lấy lại sức. Mình có 2 phút thì nghỉ cơ. Hai đội không có gì thay đổi. Hết sự kiện, mời hai đội năm giây. Vâng, đây là cơ hội cho xóm Bắc Sơn để lập lại san bằng tỷ số. Hai đội chuẩn bị. Sẵn sàng, go! Đáng là sự quan tâm. Nào, đáng tiếp theo, đáng là cao sáng kim lại. Đây là cơ hội cả hai đội phố lên. Cố lên, cố lên nào, cả hai. Cố lên, go. Mặc dù được trường đóng đơn xóm, phải nói là Bắc Sơn vẫn bị về gì. Cho gì nhường trận này vào trận sau vậy, có bất có cơ hội. Một tên vui đến nữ đội tuyển cơ đơn nghiệp. Đó là đoàn thanh niên của xóm. Xin tặng thưởng nóng cho cầu đoàn cầu bằng 1 5 triệu đồng. Nếu cầu bằng 1 còn nữ mà đẹp như búp bê ngang 10 cô gái mà xem hai đội bắt đầu. Trận thứ 3 của bảng C, thi đấu trên sân A là đội tuyển nữ cầu bông 1 gồm 1
mang trang phục áo xanh vai đỏ. Gặp trên sân B là đội tuyển xóm Quốc Hùng 1, cụ 1 mang trang phục vàng, vàng xanh vàng, vai đỏ. Chủ ra sân B đủ, sân A đủ, 12 đội nâng dây. Đứng xa hẳn, xa vài ra cho nó chấp chới, không có vừa không quan tâm này, đứng xa hẳn ra cho nó thoải mái. Hai đội chuẩn bị sẵn sàng go. Vâng, được kéo với đội vô địch thì là một niềm vinh dự. Trong hổ danh, trong vòng 1 là đội tuyển được đại diện cho cả xã để tham gia giải của hội đền bà Xà Lãng và thi đấu một cách rất tân đường và đã lắp ao đội hạ trì của Liên Trung. Nay đội tuyển trong vòng 1 vẫn giữ nguyên trạng thái và đội sân, đội sân thả lỏng tích cực, hít thở sâu. Hai đội chúng ta tranh thủ thả lỏng nhé, và hít thở sâu. Phải nói là nếu bốc thăm mà vào phải gặp phải đội tuyển cầu vòng 1 thì người bốc thăm không được tay cho thơm cho lắm. Vì thế cho nên chỉ trong 10 giây thôi đã bị Hà đắp ao. Quyết tâm, không có gì để mất. Nếu thua là hiển nhiên, nhưng nếu thắng là một sự vẻ vang. Đề nghị tất cả khán giả nhân dân nổ một tràng pháo tay thật to để cổ vũ cho Quốc Vũ một cô tê. Hết giờ nghỉ, kiểm tra có số lại làm nữa đây. Vâng, Quốc Dũng có sự thay đổi thì phải cân lại. Khẩn trương. Hết giờ nghỉ, 12 đội nâng dây. Chắc chân trụ và tập trung cao độ. Hai đội chuẩn bị sẵn sàng go. Go go cung 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 cung. Đúng là mới đất còn điện inox. Gặp đội vô địch về nhì là phải thôi. Được mỗi cái là quần áo đẹp. Như vậy là cầu vồng đã thắng với tỷ số 2-0. Trận tiếp theo chúng tôi xin mời ở bảng D, xóm Quốc Dũng 3 cùng 1 và xóm Cứu cùng 3, 12 đội vào sân. Thank you.
khi xóm cầu Bồng thắng knock out đối phương 2-0, nhưng thưởng nóng 5 triệu đến nay chưa có người nhận. Không, có lẽ ban tổ chức lại giữ lại. Mời đội trưởng cầu Bồng vào nhận. Không có là nhà tài trợ, người ta xin rút lại. Đội trưởng xóm cầu Bồng gọi lần thứ hai, nếu không chúng tôi gửi lại cho nhà tài trợ. Đang không ai giờ công đội nào mà thấy tiền thấy chê cả. Xin giới thiệu và cũng như vậy thông báo với xóm Quốc Dũng 3, đến nay là có thanh niên xóm sẽ ủng hộ thưởng đóng 1 triệu và ông bà Mai Đức ủng hộ thêm 1 triệu nữa, tổng giá trị là 2 triệu, nhưng có 1 đồng tiền sức 1 gốc. Vâng, chúng tôi phải kiểm tra không có. Xin giới thiệu trận thứ 4 của bảng D, thi đấu trên sân A là đội tuyển nữ xóm Quốc Dũng 3 Cô Bột. Thi đấu trên sân B là đội tuyển từ nữ xóm Cứu Cô 3 mang theo bộ áo xanh tay đỏ. Kiểm tra sân B. Đủ. Sân A. Đủ. 12 đội 5 giây. Hai đội tập trung. Hai đội chuẩn bị. Sẵn sàng. Go. Nhanh nhanh. Không nhắc các vận động viên nhá. Khi trọng tài hô sân chúng ta vẫn phải giữ chắc dây nhá. Thả ra cái này đôi bạn sẽ bị xô ngã đấy. Nên xi măng rất dễ xảy ra tai nạn. Nhắc tất cả các vận động viên kể cả nam và nữ, sau khi có trọng tài chính là hô sân, chúng ta vẫn phải bám chặt dây, không đôi nào được buông thả dây, rất nguy hiểm cho đối phương. Như vậy là ở hiệp 1, xóm Cứu đang tạm dẫn với tỷ số 1-0. Hiệp 2 không có sự thay đổi cầu thủ. Mời hai đội vào vị trí. Thời gian nghỉ vẫn còn, các cơ vận động viên chúng ta tranh thủ thả lỏng một tí đi. Hết phần nghỉ, 12 đội 5 giây. Hai đội chuẩn bị. Sẵn sàng, kêu. Cố lên, cố lên, cố lên. Rồi, năm tay là xong. Đối phương chưa kịp nở nụ cười đã giải quyết ngay. Như vậy xóm Cứu là lực lượng rất là khỏe. Mời đội trưởng có thông cứu vào ngăn tiền nóng. Chúng ta trên mời thông cứu. Nếu không cứu mà được thưởng nóng 2 triệu là đơn vị thứ hai trong bảng nhỉ. Không phải, vâng rồi. Anh Dũng 3 cô 1. Cô Dũng 3.
Trời đâu vậy? Giận dữ thì tháo dây đai ra. Bảo mọi người dự bị ra sân nước. Bảo con đi. Chị ơi, tháo dây đai ra. Vâng, ngày nay chúng ta thấy là trưởng đoàn của xóm cứu vào đặt giải thưởng, nhưng mà trưởng đoàn vào thưởng những thưởng hoa, mà hoa thì lại để ở ngoài sân vận động. Xin giới thiệu trận thứ 5 của bảng A. Trên sân A là nữ đội tuyển xóm Tây Đông khu 4, mang trang phục áo da cam và mũ cúng da cam đồng bộ từ đầu đến chân, gặp đội tuyển nữ xóm Chùa cùng 3 mang trang phục áo trắng đai đỏ. Từ ra sân B đủ, sân A đủ 12 đội 5 giây. Hai đội tập trung. Mời đội chuẩn bị sẵn sàng go. Nói là được trang bị từ chân lên đầu, áo vàng mũ vàng mà giày là toàn giày mới giày xịn. Như vậy là cầu vông đang tạm dẫn với tỷ số 1-0. Tranh thủ là chúng ta thả lỏng hết, còn thời gian nghỉ là là lòng và hít thở sâu, tích cực vào để lấy lại sức để quyết đấu trong hiệp 2. Hai đội chuẩn bị sẵn sàng go. Thật quá, làm lại chơi chuyên nghiệp quá, có bà kìm không khác gì với tăng tôi dốc. Để giải sâu trang bị toàn màu trắng nữa. Trong khi đó là Hà Châu cũng là một đội cũng đã từng có giải. Thank you.
minh được à? Được cả hai bên. Mang trang phục áo vàng đai đỏ. Chuyển ra sân B. Đúng. Sân A. Đúng. Mời hai đội lăn cây. Hai đội chuẩn bị. Sẵn sàng, go! Và ra cơ, chắc. Cả rồi, cố lên, chưa có gì cả đâu. Cố lên, cả hai bên. Cả rồi. Cố lên nào. Nhưng Hà Châu cũng đã đi được 3/4 chặng đường. Vẫn còn lừa, đứng gấp lừa 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 thướng về Hà Châu. Ôi, dù hả? Hai đội đổ lên vừa đi vừa thở, thả lỏng tích cực, hít thở sâu, lấy lại sức để quyết đấu trong hiệp 2. Thả lỏng lên, trong lúc lên quân sĩ chúng ta thả lỏng hít thở sâu ạ. Từ sáng đến giờ theo dõi thì chúng tôi đã thấy là các đội thua lại cười tươi hơn đội thắng. Thả lỏng tích cực lên. Vẫn còn thời gian nghỉ. Cái vui của cái thể thao một môn mà rất được nhiều lòng hâm mộ của xã chúng ta. Phải nói rằng có những cụ già trên 80-90 tuổi mà vẫn còn ra theo dõi và cổ động. Nhưng nếu mà bảo cổ động cho đội bóng đá thì các cụ chẳng ra đâu. Cho nên môn kéo co của xã Liên Hà chúng ta được mệnh danh là một môn thể thao vua mới đúng. Hiệp thứ hai, 12 đội, 5 giây. Cụ bao nhiêu tuổi? Cụ 83 tuổi. Hai đội chuẩn bị. Cụ bao tuổi rồi? Sẵn sàng, go! Vâng, như vậy Hà Châu lại lần thứ hai giành rất nhiều về lợi thế. Cố lên nào cả hai đội, cố lên! Vâng, vâng! Không thả ra. Không thả ra. Như vậy là phía mai tôi nở một cái cười thật tươi nào để chào khán giả. Hà Châu có thưởng nóng, đội trưởng Hà Châu xin nhận tiền 2 triệu rồi nhưng toàn tiền lẻ, thành ra một thành một tên. Nữ tuyển sống quyết thắng khu 1, mời hai đội vào sân. Sau trận này là trận loạt cuối cùng của loạt thứ 8. Trận thứ 8 của loạt đầu tiên là ở bảng H, tuyển nữ sóng cầu bồng 2 của 1 và tuyển nữ sóng miếu của 4
Hơn trận đó là chúng tôi đến loạt của Nam. Và các chương trình thi đấu của các đội tuyển Nam. Xin thông báo trước. Đội khách làm gì? Toàn thắng tạ đi. Của bảng G, Thiên Sơn A là đội tuyển nữ xóm Đinh Cụ Một, mang áo màu da cam, mũ cũng da cam, môi hồng má đỏ, cười rất tươi. Gặp nữ đội tuyển quyết thắng Thiên Sơn B của Cụ Một mang trang phục màu trắng tay đỏ. Trọng tài kiểm tra xem đi, đủ Sơn A đủ mời hai đội lên sân. Chắc cho chung không kéo, không kéo. Hai đội chuẩn bị. Sẵn sàng, kêu. Kêu. Lên, cố lên, cố lên, cố cả hai đội. Cố lên. Đúng là xóm Hưng có trang phục đẹp, cười tươi, có khác làm luôn. Đây lại Hưng tiếp cái là mũ da cam rồi, nhưng cái mũ da cam là chưa có mắc, giá như mắc của Nike hoặc Adidas thì có lẽ là mũ xịn. Xóm Đình ta tạm giữ với tỷ số 1-0. Các đội viên chúng ta có 2 phút để nghỉ thôi, thả lỏng tích cực đi. Thả lỏng tích cực của lý từ sau đi. Để chuẩn bị thể lực cho trận quyết đấu của hiệp 2. Cả hai bên. Rất là nhanh, vừa là xóm Đình đã thắng với tỷ số 2-0. Trận thứ 8 là đấu trên đấu thứ nhất.
mời đội tuyển ở bảng H là nữ xóm cầu vồng 2 cuộc 1. Và đội tuyển xóm Miếu cuộc 4 mời hai đội vào sân. Như vậy là thanh niên cầu vồng 2 lại móc tối ra có 3 triệu đồng, gồm 6 cờ USD 500. Xin thưởng nóng cho đội tuyển cầu vồng 2 cùng 1. Chưa vào thi đấu nhưng đã có mở giải thưởng, cho nên là cân xong một cái là chị em cầu vồng 2 đã nở một nụ cười. Rất là tươi như bắt được tiền. Vâng, để động viên kịp thời cầu vồng 2 mời đội trưởng vào nhận luôn 3 triệu để cổ vũ luôn. Nhận luôn sao ạ? Vâng, thế thay mặt trưởng đoàn ạ. Như vậy là ông trưởng đoàn đã nhận 3 triệu. Đã đút vào túi sâu còn đóng cúc nữa. Rất là chắc. Xin giới thiệu trận thứ 8 của bảng H. Trận sân A là nữ đội tuyển cầu vồng 2 của 1. Mang trang phục xanh trọng vàng. Và trên sân B là đội tuyển nữ xóm Miếu cuộc 4 mặc áo xanh tay đỏ. Thủ qua sân B đủ, sân A đủ, 12 đội 5 giây. Nhìn về thể lực nói thì hai đội này có vẻ ngang cơ. Người đẹp như nhau, đều cao dong dỏng mai có. Hai đội sân B sẵn sàng, go! Vâng, đúng là có thưởng có hơn. Về quê mà nói thì đúng là hai đội này là ngang cơ. Về thể hình thì xóm Miếu có thể hình là có thể cao hơn và có sức lực hơn một tí, thế nhưng mà không có thưởng đâm ra ỉu. Thả lỏng tích cực lên, hai đội các vận động viên chúng ta thả lỏng tích cực và hít ở sau đây để chuẩn bị tốt thứ nhất để quyết đấu trong hiệp hai. Một sự cổ vũ kịp thời nó là một lời động viên và khuyến khích sức lực tăng lên rất nhiều, nhất là về phần tư tưởng. Các cô văn nói là tư tưởng có thông, không thông thì bình thông, còn mang không nổi cả. Cho nên đây là một sức lực kéo co, thì ngoài sự cổ vũ nhiệt tình và có sự động viên kịp thời thì sức sẽ được thăng lên. Sao lại không sao lại? Thi đấu vòng tròn mà. Sau lập này là chúng tôi bố trí các chân vòng lại của Nam. Hết giờ nghỉ, hiệp thứ hai, 12 đội, 5 giây. Không kéo, không kéo, chắc chân trụ và tập trung cao độ. Hai đội chuẩn bị, sẵn sàng, go! Hơi vương và đọc ai. Thank you.
vòng loại đội Việt Nam bảng A trên sân A là đội tuyển Nam Sóng Anh Súng Cuba mang trang phục màu trắng đai đỏ. Trên sân B là đội tuyển mang trang phục màu xanh đai đỏ, đó là đội tuyển Nam Sóng Bên Cuba. Trọng tài kiểm tra sân B đủ sân A đủ mời hai đội lắp dây. Không kéo chắc chân chung và tập trung cao độ. Hai bên chuẩn bị sẵn sàng go. Vẫn đang ở tư thế giằng co. Long nguyên cho cả hai đội. Chưa có gì cả. Thế lên. Cả hai đội cố lên. Cố lên xem nào. Và hai đội đổi sân. Hà Lòng hít thở sâu. Như vậy là hôm nay đội tuyển Nam Sóng Đen đang tạm dẫn với tỷ số 1-0. Mời hai đội đổi sân. Đủ mời hai đội nâng dây. Không kéo nha. Hai đội chuẩn bị sẵn sàng kéo. Hai đội vẫn là co. Chúng bắt đầu. Chưa có đội nào là chiếm ưu thế trên đấu cả. Cố lên. Và sóng đèn hiện nay đã có một phần lợi thế. Biết cả đi được một nửa. Nhưng mà anh Dũng nào lên luôn đây. Anh Dũng không nhận được thế nào nhưng chắc chắn. Ôi dùm ơi. Hết cơ hội cho anh Dũng. Là bị đốc ao 2-0.
trên sân A là đội tuyển Nam Xóm Quốc Dũng khu 1 mang trang phục áo trắng đai đỏ gặp Nam Xóm Hà Châu khu 4. Vẫn còn vận động viên là chưa có tay, theo lễ nghi là phải các vận động viên thi đấu phải có tay, mang áo trắng đai đỏ. Còn lại các vận động viên dự bị thì không đeo tay, họ phải đứng ở phía ngoài. Đó là lễ nghi bắt buộc để phân biệt các hàng đô có vào thi đấu, các vận động viên vào thi đấu. Kiểm tra sân B. Đủ. Sân A. Đủ. Mời hai đội đăng dây. Hai đội chuẩn bị. Sẵn sàng, go! Rồi, sao này là con? Chưa có gì cả. Có chỉ là 50-50 thôi. Hai đội cố lên. Thủ đầu tiên của cả hai đội đâu, chúng ta nhiệt tình cổ vũ cho hai đội. Và thể hiện sự chuyên nghiệp của hai các vận động viên chúng ta thả lỏng tích cực hết từ sau, thả lỏng tích cực của hiệp một rất là cam go, cho nên các vận động viên rất tốn rất là nhiều sức và cam cơ. Chính vì vậy chúng ta phải thả lỏng tích cực lên. Đúng là một trận đấu rất là quyết liệt và bán nhãn, không những là các vận động viên mỏi hết cả chân thì đến khán giả cũng mỏi hết cả mồm, cảm hết tiếng. Tay đang nghiêng về quốc dũng, đang nghiêng về quốc dũng và có rất cũng rất là rất kinh nghiệm, rất tiếc là quốc dũng đang ở hiện trước quốc dũng đang đồng được 3/4 chặng đường và bây giờ là đây là cơ hội để cho quốc dũng đứng được ba cái, và là rất tới đến trận, vẫn là ba cái vẫn còn cơ hội và ta ghi bàn đây.
tiếp. Vâng, như vậy là hòa 1-1, 12 đội tạm nghỉ tại chỗ. Các vận động viên phía Thảo Lộc tạm nghỉ tại chỗ, còn hai chủ đoàn đến bất thần. Và nào cửa lên coi như là việc gì đầu tiên. Vâng, tôi nhà ưu tiên phải chúng ta phải thống nhất với đội đã, phải thống nhất với tiểu đoàn, vâng, thống nhất với cả đội để chúng ta nhận. Khi tiểu đoàn đã nhận rồi thì là quyết định. Như vậy quyền ưu tiên thuộc về xóm Hà Châu. Xóm Hà Châu nhận thi đấu. Không kéo. Tập trung cao độ. Lúc nào ổn định thì chúng tôi phát lệnh. Tập trung cao độ. Hai đội chuẩn bị sẵn sàng cao. Cố lên, cố lên, chưa có gì. Cuộc sống đánh luôn. Cuộc sống là hào đang chờ. Mặc dù là thủ thuật nhưng Hà Châu có cơ đã. Hà Châu ghi lại vẫn còn cơ hội cho Hà Châu. Các bạn có cơ vẫn là vẫn còn. Chúng ta quan sát cho thấy là tổng tài chưa bất cứ Hà Châu có cơ hội. Đạp lên. Rất là hay và mãn nhãn. Khán giả cổ vũ to lên. Không được rồi, đội nào người sẽ bị nhắc nhở. Và chúng ta không được rồi, cháu chạy phải đến vào lên. Vâng, bán giả thì khản hết cổ mà trong tay ra thì méo hết cầu thủ. Một trận rất là may mắn hồi về hết cuộc chiến. Vâng, cuộc chiến đúng là có ai người mà thông cảm. Mới được nhận.
rất là tiếc, cho nên phải quyết tâm. Là những chị em làm rau của xóm Bắc Sơn thưởng luôn chứ không cần thắng hay thua 5 triệu đồng cho xóm Bắc Sơn. Mời đội trưởng xóm Bắc Sơn và vào nhận luôn cho khỏi trọng tài cầm mỏi cả tay. Còn cuối cùng hai nếu thắng mới có 5 triệu nhá, không có thì sang năm mới được. Xin giới thiệu trận tiếp theo của bảng D, trên sân A là đội tuyển Nam Sóng Quốc Hùng 2 có 1 mang trang phục màu xanh tay đỏ gặp đội tuyển Nam Sóng Bắc Sơn có 3 mang trang phục áo trắng tay đỏ. Trọng tài kiểm tra sân B được. Sân A đủ 12 đội lấp dậy. Hai đội chuẩn bị sẵn sàng go. Cố lên cho cả hai bên thôi. Cố lên cho nó nhả đi. Cố lên. Phần thắng thuộc về xóm Bắc Sơn đang tạm dẫn với tỷ số 1-0. Đủ hiệp thứ hai, mời Hà Nội 5 giây. Quốc Hùng là có một số các vận động viên dự bị. Như vậy là xóm Bắc Sơn thắng với tỷ số 2-0 và vào nhận giải thưởng 5 triệu thưởng nóng nếu thắng nhưng mà chưa thấy được. Còn 1 triệu còn tí nữa nội thất Thường Thủy sẽ treo số 5 triệu nhưng mà bằng có tài khoản mới chuyển. Và đội sẽ gặp được sau sẽ được thắng từ vòng 1 cùng 1 và đội tuyển Nam Sóng thành công cùng 4 và dân. Trong trận này chúng tôi sẽ quay lại đoạn 2 của nữ và các đội tuyển nữ sẽ chuẩn bị. Thank you.
áo xanh tay đỏ gặp đội tuyển trên sân B là đội tuyển Nam Sóng thành công cùng 4 mang trang phục trắng tay xanh. Chúng ta kiểm tra sân B đủ sân A đủ 12 đội 5 giây. Chắc chân trụ tập trung cao độ không kéo nữa. Hai đội sân B sẵn sàng cao. Cố lên nào cả hai đội, cả hai đội cố lên. Chưa có gì nào. Cố lên, cố lên. Qua hai lần vượt vạch mốc nhưng mà không lấy lại được thế trận. Rất tuyệt. Như vậy là xóm thành công tạm dẫn với tỷ số 1-0. Mời hai đội đổi bên. Cái gì nhỏ?
Xin giới thiệu trận thứ 9 loạt 2 của bảng A. Trên sân A là đội tuyển nữ xóm vòng kết 1 cùng 2 mang theo một áo vàng đai đỏ. Gặp đội tuyển nam nữ xóm An Thịnh cùng 3 trên sân B trang phục trắng đai đỏ. Ông bà kiểm tra sân B. Đủ. Sân A. Đủ. Mời hai đội nâng dây. Chắc chân trường và tập trung cao độ. Hai đội chuẩn bị. Sẵn sàng, kêu! Vâng, hiện nay là đoàn kết 1 đang có lợi thế. Bàn chân của đàn đang chơi tiếp. Thả lỏng tích cực và hít thở sâu. Có 2 phút nghỉ cơ. Thoải mái. Mời hai đội nâng dây. Chắc chân trụ, tập trung cao độ. Hai đội chuẩn bị. Sẵn sàng, go! Muốn cố gắng phải đồng nhất là công suất. Bản kết đã có lợi thế hoàn toàn. Như vậy là xóm đoàn kết 1 cùng 2 đã knock out đối phương với tỷ số 2-0. Thủ tục bắt tay nhau và bắt tay trọng tài. Vậy nếu làm lễ ghi thủ tục qua lần găng tay cũng thấy ấm ấm. Kiểm tra sân B. Đủ. Sân A. Đủ. Mời hai đội nâng dây. Tập trung cao độ, chắc chân trụ, không kéo. Hai đội chuẩn bị. Sẵn sàng, go! Còn cả cơ hội ghi ba lên! Nào, nào, cơ hội lên! Nhường hiệp một, đổi sân, cố gắng lấy lại hiệp hai. Thả lỏng tích cực, các vận động viên chúng ta thả lỏng tích cực. Hãy làm phong trào như đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Vừa phụ trách phong trào, vừa là trưởng ban tổ chức mà lại vừa là vận động viên để tham gia kéo.
phải nói như cán bộ nào thì phong trào đó. Vì thế cho nên mọi phong trào về hoạt động thể dục thể thao các chất có lẽ từ đây là phát triển rất mạnh. Hà Long tích cực, vẫn còn sơ gì. Hà Nội vẫn còn sơ gì, Hà Long tích cực đấy. Hít thở sâu. Cả hai đội không có gì thay đổi. Hết sự nghĩ, mời 5 giây. Tập trung cao độ cả hai bên. Hai bên chuẩn bị. Sẵn sàng, go! Quá mạnh. Gặp đội Bắc Sơn đúng là gặp phải cái đội Dương Gia Sương. Chỉ cần đứng vào hàng chúng tôi giới thiệu, sau đó mời đội trưởng thôi. Nhưng mà với tinh thần đoàn kết, học hỏi lẫn nhau, hai đội đã làm thủ tục trước và đi bắt tay rất ân cần. Xin giới thiệu thi đấu trên sân A ở bảng C là đội tuyển nữ đoàn kết Chợ Chiều cùng 2 mang trang phục áo vàng đai đỏ gặp nữ xóm Quốc Hùng 1 cụm 1 mang trang phục màu xanh đai đỏ. Kiểm tra sân B đủ, sân A đủ, mời hai đội 5 giây. Hai đội tập trung cao độ, chắc chân trụ. Hai đội chuẩn bị. Sẵn sàng, go! Rồi, đã rồi, đã kêu băng. Chẳng co. Liên tục dành cơ hội cho nhau của nhau. Nhưng mà tôi thấy còn biết bóng rồi. Giữa cần. Chưa nghiêng về bên nào. Chưa có đội nào cũng như thế cả. Nó chỉ là nó mưa thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Có lẽ là chiến binh của cả hai đội đang dừng chân sơ của đối phương. Vẫn chưa có thể là vui là vui. Cố lên. Cố lên nào. Nhưng ngày nay bản dài chúng tôi đang nghiêng về cái nghiêng về quốc hữu. Đã nghiêng về quốc hữu rồi. Cố lên nào. Thì một sơ suất nhỏ thôi đã để đội bạn tận dụng thời cơ. Thay một sơ đội sân và thả lỏng. Hiệp hai, 12 đội 5 giây. Không kéo, không kéo, chắc chân trụ và tập trung cao độ. Là hai đội ngang cơ đâu. Chúng ta thấy những cái phút bắt đầu đứt bắn ở giữa hiệp hai này. Thế bây giờ là quyết thắng như đội tuyển bao và quyết thắng như cuối cùng, nhưng mà chắc là chiều vẫn có lợi thế. Còn dâu đang nghiêng về quốc hậu. Còn game lại, đoàn kết tờ chiều phải dừng. Dừng! Dừng! Xe tăng hết nhiên liệu tụt dốc. Tiếp tục là xin các vận động viên nhé. Thưởng nóng cho đoàn kết tờ chiều 1 triệu đồng, mua bằng mê ăn cả tháng. Chúng tôi xin nhắc các vận động viên chúng ta thi đấu tiếp theo sau khi có tiếng vô lệnh của chúng ta bán đạo tổ chức thắng bại của nữ mời giúp chú cô một và sóng chú cô ba. Nhận không? Lần thứ nhất mà thưa đội trưởng mới gọi là thứ nhất đã nhận của thanh niên sống quốc chí sẽ ủng hộ thưởng nóng cho chị em 3 triệu đồng. Trong khi đó, nam của đội tuyển sống quý thường giải thưởng nóng một con số rất là ấn tượng, 6.900.000 đồng. Giá 100 nữa thì thành 7. Vâng, và nhận luôn. Tiền vẫn trong hộp số với Nguyễn. Trận thứ 12 của bảng D. Trên sân A là đội tuyển nữ sóng quốc chí cúp 1 mang trang phục áo vàng da đỏ. Gặp đội tuyển nữ sóng quý cúp 3 mang trang phục xanh da đỏ. Hai đội bố trí đội hình, trọng tài kiểm tra nhân sự. Sân B. Đúng. Sơn A, đủ, 12 đội 5 giây. Hai đội tập trung cao độ, chắc chân trụ. Hai đội chuẩn bị. Sẵn sàng, go! Rất là tuyệt vời. Quốc chí. Quốc chí là một đội. Đến bây giờ bắt đầu tất cả mình thôi, rất nhanh, rất là quyết liệt. Và đó là sóng cuối của bà rất là khỏe. Tuy rằng người có vẻ là bây giờ là
thì tương đương lực lượng thì xóm Phú có vẻ là người thấy thân hình là nhỏ hơn, nhưng mà bằng một sức mạnh tùy thuộc knock out ngay từ những năm giây đầu tiên. Các vận động viên chúng ta thả lỏng lên, vẫn còn sơ nghỉ, thả lỏng hít thở sâu thoải mái đi, vẫn còn sơ nghỉ, thả lỏng hít thở sâu đi, không căng thẳng đấy, không căng thẳng quá, cứ thả lỏng, thời gian còn nghỉ. Phải nói là Nam Quốc Chí thì thi đấu của cả ngày hôm qua chúng tôi thấy rất ấn tượng với Nam Quốc Chí. Có một huấn luyện viên chúng tôi có cảm giác là huấn luyện viên ngoại vì rất là bài bản và tư thế hết giờ nghỉ 12 giây 5 giây. Sống Phú, Sống Phú là bao, nhấp chân như thế mà, tất cả thôi một đêm cứ gì, một đêm cứ tất cả lời về đích. Cảm ơn, bắt đầu, xong cái là trượt thôi, mạnh quá là lực. Vậy Sống Phú đã thắng với tỷ số 2-0. Sóng Thiên Mai cùng hai với trang phục áo vàng da cam, đai đỏ. Trọng tài sân bên. Đủ. Sân A. Đủ. 12 đội lớn rơi. Chắc chân trụ. Tập trung cao độ. Hai đội chuẩn bị. Sẵn sàng. Go. Cố lên cả hai đội, chưa có gì cả. Có lẽ là chiến thuật của cả hai đội đang muốn được dừng chậm sơ hở của đối phương đây. Chưa thể nào ra được cả. Vẫn đang tìm nhau, rất là căng thẳng. Cố lên, cố lên cả hai đội, cố lên. Như vậy là phần chơi chúng tôi đang thấy nghiêng về phần của Sóng Lý. Sóng Lý đã giành được một tí ti về lợi thế. Nào. Khán giả cổ vũ nhiệt tình vào đây. Trận đấu rất là căng thẳng. Cổ vũ nhiệt tình vào. Cổ động viên của cả hai đội đâu? Cố lên, cố lên. Thiên Mai thiên về thắng 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 thắng. Rất là tuyệt vời. Để xem, để xem. Nhất thủ thả lỏng. Hít thở sâu, thả lỏng. Viêm mai trong người nhỏ nhỏ mà khỏe ra hết. Không kéo, không kéo. Hai đội chuẩn bị. Sẵn sàng, go! Vâng, bây giờ lợi thế là đang lại thuộc về Sóng Lý. Sóng Lý đi được 20 phân rồi. Nào các chị em Sóng Lý ơi, có lên. Đi được 70 phân rồi Sóng Lý.
Nào áo đỏ sao vàng. Áo đỏ sao vàng quyết thắng. Cố lên áo đỏ nào. Cố lên. Liên mạng ngược cao hứa. Liên mạng bắt đầu. Ngược cao vươn vui. Ê coi coi. Trong tay chưa hình, nếu buông ra thì ra mà kéo về nhá, là đối phương tưởng là hết. Rất may một trận đấu, rất may cho xóm Viên Mai. Sau khi đối phương trọng tài chưa, tức là trọng tài chưa ra cái hiệu chung là đã bỏ cuộc. Nhưng rất may là đối phương là không kéo nữa chứ. Trên sân A là đội tuyển nữ xóm Anh Dũng cùng 1 cùng 3 mang trang phục áo vàng da cam đai đỏ gặp xóm quyết thắng cuộc 1 mang trang trên sân B mang trang phục áo trắng vàng đai đỏ. Kiểm tra sân B đủ, sân A đủ, 12 đội nâng dây. Không kéo, không kéo, hai đội tập trung cao độ. Hai đội chuẩn bị. Sẵn sàng, go! Đúng là quyết thắng. Vâng, quyết thắng làm ngay từ đầu. Vậy là quyết thắng vẫn đang giành lợi thế. Nào Kim Lai, anh Dũng và Kim Lai nào, anh Dũng và cô ba nhiệt dòng thế chứ nào, vượt lòng anh Dũng ơi, biết đâu nhiệt tuổi nhiệt tuổi nhiệt tuổi. Wow, buông mất tay rồi. Chúng tôi thấy hai vận động viên mỏi tay quá, thấy buông. Rất tiếc cho anh Dũng, có nhìn thấy hai vận động viên mỏi tay thấy vương ở đầu dây. Vì thế là đối phương đã lợi dụng. Đổ sân và thở tích cực. Tích cực sau. Phần thắng thuộc về quyết thắng. Nếu chúng ta không kéo được phải ghim chặt dây. Còn nếu mà nới tay để nắm lại dây thì có lẽ là mất cơ hội. Mỗi đội có 2 phút nghỉ, cho nên các vận động viên chúng ta thả lỏng. Lắp dây. Nào, việc này để mà không kéo, không kéo, chắc chân chủ và tập trung cao, giải quyết nhanh trên các bàn đối phương. Hai đội chuẩn bị, sẵn sàng, kéo. Và các bàn rồi, các bàn rồi đang có lợi thế. Quyết thắng là Duy Lai, anh Dũng 1, anh Dũng và Duy Lai. Đặt chân để rất lên, nhưng cơ hội vẫn còn cho anh Dũng. Đấy, hoan hô các bà nội. Đã thắng với tỷ số 2-0. Giá như thời chiến tranh các bà vẫn sản xuất tốt. Và được chị em rất là quan tâm mở một giải thưởng
7.800.000 đồng để thưởng nóng cho các anh trai của mình. Vượt ra sân về. Tiền to thì đưa lấy, thật đến mặt rồi chắc. Sân ra. Và chúng tôi xin trao cho động viên luôn. 12 đội, 5 giây. Cho nên Nam Song Cứu đã giành thắng lợi. Một thông tin cho biết là khá lòng hết, khá lòng hết. Còn đây là chúng ta dùng khá lòng. Bước ở sau, cả hai bên thời gian nghỉ vẫn còn cho nên vận động viên chúng ta cứ thả lỏng tích cực lên và rút về sau. Và đây là trận chung kết bảng. Tập trung vào trận nào đội nào thắng thì là giành nhất bảng, thua thì là nhìn về gì nhưng vẫn là tiên chỗ vào vòng hai. Hết giờ nghỉ, 12 đội 5 giây. Tuyển Nam Sóng Quốc Trí cụm 1 trên sân B, mang trang phục xanh tay đỏ là đội tuyển Sóng Giếng Đồng cụm 2. Hai đội bố trí đội hình, trọng tài kiểm tra nhân sự. Sân B đủ. Sân A đủ. 12 đội 5 giây. Chắc chân chỗ và tập trung cao độ. Hai đội chuẩn bị. Sẵn sàng, cao. Không được tập vào và nó biết. Vâng, nếu có sự tác động. Thôi, dừng. Xin nhắc các vận động viên dự bị không được tác động vào vận động viên thì được không ngoài, nếu tác động mà bị trọng tài phát hiện thì bị nhắc là lỗi, nếu hai lỗi thì sẽ bị cảnh cáo mà cảnh cáo sẽ bị xử thua. Xin nhắc các vận động viên dự bị. Giữ chắc dây và chân trụ, không kéo, không kéo. Hai đội chuẩn bị. Hai mới chuẩn bị thôi. Hai đội chuẩn bị. Sẵn sàng, go. Hai đội vừa đang giằng co 50-50, có lẽ đang chờ cơ hội dừng chân của đối phương thôi. Vẫn chưa có gì, vẫn là 50-50, chưa có gì cả. Cổ động viên của cả hai đội đâu, chúng ta có hú nhiệt thế nào? Tiếp tục chân và cắt kéo của Sóng Quốc Trí, chúng tôi thấy là phải nói là có những mảnh
huấn luyện viên Nhật Bản mới có những cái bài như vậy. Một tài đúng là học theo Nhật Bản thi đấu kéo co quốc tế cũng có huấn luyện viên chỉ đạo như vậy. Và như vậy là phỏng vấn á? Thứ này đi được. Chào. Có mặt và nghiêm nhiên xóm đoàn kết 1-2 thắng một trận rất là vẻ vang, hai bóng trắng đi một vòng chào khán giả cho nó ngoài. Giới thiệu trận số 43 trên sân A là đội tuyển Nam ngõ 3 xóm đoàn kết cụm 2 cho tay chị ạ, mang trang phục màu trắng tay đỏ, gặp đội tuyển trên sân B đó là đội tuyển Nam xóm chùa 2 cụm 1 cũng mang trang phục trắng tay đỏ. Hai đội bố trí đội hình, trọng tài kiểm tra nhân sự. Sân B đủ, sân A đủ. Mời hai đội lên dây. Hai đội chuẩn bị. Sẵn sàng. Kéo. Lúc này chúng tôi thấy vẫn chỉ là 50-50 thôi. Có lẽ là hai đội đang dình dập sơ hở của đối phương. Chưa đội nào mở lên cả. Vẫn đang tìm cách sơ hở của đối phương. Và lúc đó sẽ ra bàn. Chưa có gì cả. Vẫn 50-50. Chúng ta đi vào cả 2-0. Chúng ta sẽ hướng cho 2-0. Vẫn chưa có gì. Vẫn có gì. Như vậy là đội tuyển xóm chùa 2 cột 1 tạm dẫn với tỷ số 1-0. Hai đội chuẩn bị. Sẵn sàng. Cố lên, cả hai đội cố lên.
Vâng, như vậy là xóm chùa 2 của cột đã thắng lập thứ 3 đối với nữ trong giải chương trình kéo co lễ hội đình ngũ giáp ở trận thứ 17 thi đấu trên sân A, đó là đội tuyển nữ xóm cổng của một mang trang phục áo vàng đai đỏ. Trên sân B là đội tuyển nữ đoàn kết một cùng hai trang phục áo vàng đai đỏ. Trọng tài kiểm tra sân B. Đủ sân A, đủ 12 đội lăn dây chắc chân trụ và tập trung cao độ, cả hai đội không kéo. Chắc chân trụ, chắc dây và tập trung cao độ. Hai đội chuẩn bị. Sẵn sàng, go! Chúng ta áo vàng đoàn kết đang có lợi thế. Cảm giác như sóng cổng nhường thế sao ấy, nghe có vẻ éo ợt chứ không thấy là căng thẳng. Kiểm tra lại đội hình của sân B đấy. Đúng. Hết sân nghỉ, 12 đội, dân dây. Chắc chân trụ và tập trung cao độ. Hai đội chuẩn bị. Sẵn sàng, go! Lần này, cổ động viên của xóm Anh Dũng nào.
Làm cho đối phương chưa kịp nở nụ cười. Và Sáu Anh Dũng đã dẫn với tỷ số 1-0. Thả lỏng lên, các vận động viên chúng ta thả lỏng. Hít thở sâu. Mình có 2 phút để nghỉ cơ. Cả hai bên. Tập trung cao độ. Hai bên chuẩn bị. Sẵn sàng. Đúng là đẳng cấp trong 3 giây giải quyết này. Sáu Anh Dũng thắng với tỷ số 2-0. Mời đội trưởng và đoàn trưởng nóng. Được triệu đồng bằng 2 cờ, Huy Nga Núi Quýt. Trang phục áo xanh đai đỏ đó là đội tuyển nữ cao bằng 1 cô 1 giơ tay trường hạ. Gặp đội tuyển chân sân B là đội tuyển nữ xóm đoàn kết chờ chiều cùng 2. Trọng tài kiểm tra sân B đủ. Sân A đủ. 12 đội 5 giây. Hai đội tập trung. Hai đội chuẩn bị. Sẵn sàng. Go. Rất là ngàn tài gian sức. Chưa có vấn đề gì cả. Hai đội. Hai đội. Rất là giữ hiến nào. Chưa có gì. Chưa lên cả hai đội phá lên. Chưa có gì cả hai đội đâu rồi. Cố lên mời hai đội rất dày. Đội thứ hai. Hai đội tập trung cao độ. Hai đội chuẩn bị. Đừng chán. Cao. Có cao hai đội. Cố lên, cố lên. Cố lên nào. Chưa có gì cả. Cái này đội vẫn đang giằng co. Chưa có gì cả. Cố lên nào. Ôi, như vậy là 3 triệu đã bị bốc hơi. Tuyển nữ xóm Quốc Dũng 3 khu 1 mang trang phục áo đỏ đai vàng dơ tay trình ạ. Gặp trên sân B là đội tuyển nữ xóm Quốc Chí khu 1 mang trang phục áo vàng đai đỏ. Trọng tài kiểm tra sân B. Đủ. Sân A. Đủ. 12 đội 5 giây. Hai đội tập trung cao độ, chắc chân trụ. Hai đội chuẩn bị.
Sẵn sàng, go! Chưa có gì cả. Vấn đề tìm thấy rằng co 50-50. Có lẽ là huấn luyện viên đang chỉ đạo các vận động viên từ sơ hở của đối phương đây. Chưa có gì. Chưa có ai thế và chưa có ai mở lên tặng. Rồi, cố lên, cố lên. Ai rồi, cố lên. Cố lên nào. Cố lên, cố lên. Như vậy là hiệp 1 đã nghiêng về phóng quốc chí quân 1. Hai đội tập trung. Hai đội chuẩn bị. Sẵn sàng, go! Chúng tôi lại thấy sự thể hiện của huấn luyện viên, chỉ đạo viên rất là bài bản, rất là quốc tế. Phải nói là bất cứ nhát nào ra nhát đó. Nếu mà cầm dao thì có lẽ là đứt hàng loạt. Như vậy quốc chí thắng có tỷ số 2-0. Hai đội 5 giây. Hai đội tập trung cao độ. Hai đội chuẩn bị. Sẵn sàng, go! Nhanh quá, 2 giây, 2 giây xong sớm, đúng theo kiểu, nếu như bắn súng gọi là đạn rơi đầu nòng. Mời hai đội, 5 giây. Hai đội chuẩn bị. Là đầy rất đẹp, nhưng lại cười rất tươi. Trận cuối cùng của loạt nữ, loạt thứ 3, trận thứ 23 bảng G, đó là Chen Sana là nữ đội tuyển xóm Đinh Cung 1, được trang bị từ chân đến đầu, giày mới, áo mới, mũ cũng mới, nhưng không có nhãn mát. Gặp đội tuyển nhóm Anh Dũng 1 cùng 3 lên sân đây cũng trang phục màu vàng đai đỏ. Chúng ta cùng tay xuống bên đủ sân la đủ mỗi hai đội 5 giây. Hai đội chuẩn bị sẵn sàng, go! Đội sân và các vận động viên chúng ta là thả lỏng tích cực, hít thở sâu, lấy lại sức để quyết đấu trong hiệp hai. Thank you.
và làm tích cực. Tập trung cao độ. Hiệp thứ hai. Hai đứa chuẩn bị. Sẵn sàng. Go. Như vậy Xóm Đình Nam trận số 44 ở bảng F trên sân A là đội tuyển Nam Xóm Quốc Hùng 1 cộng 1. Loại trước thì trên sân A đội tuyển Xóm Quốc Hùng 1 cộng 1 thi đấu trên sân A. Chúng tôi gọi theo lịch đây, gọi trước Xóm Quốc Hùng 1 cộng 1. Chúng tôi xin giới thiệu lại trận số 44 bảng F, mang trang phục áo xanh đai đỏ thi đấu trên sân A, đó là đội tuyển Nam Xóm Quốc Hùng 1 cùng 1 giơ tay chỉnh lại. Trên sân B là đội tuyển Nam Xóm Đình cùng 1 mang trang phục áo màu da cam đai vàng. Chúng ta kiểm tra sân B. Đủ sân A. Đủ 12 đội 5 giây. Hai đội tập trung. Hai đội chuẩn bị. Sẵn sàng. Go. Vâng, phần dây đang đi đường về Quốc Hùng. Trên sân nào. Chấp giới vẫn còn. Vẫn còn. Hey. Đổi sân. Hiệp 1 Quốc Hùng đang tạm dẫn với tỷ số 1-0. Tranh thủ thả lỏng khẩn trương và hít thở sâu. Các vận động viên chúng ta tranh thủ thả lỏng hít thở sâu. Nhắc nhở lần thứ hai phát đi cảnh cáo. Cảnh cáo hai lần không bị xử phạt. Hai đội tập trung cao độ. Hai đội chuẩn bị. Sẵn sàng. Go. Đó là đẳng cấp rồi.
bị hai đội trưởng là đứng ở hai đầu bắt tay được rồi. Được biết là hai trận này cũng là một trận để làm vui thủ tục để chào khán giả. Nam xóm chùa Cô Ba mang trang phục áo trắng tay đỏ gặp đội tuyển trên sân B là Nam xóm Thống Nhất Cụ Bốn cũng áo trắng tay đỏ. Trọng tài kiểm tra sân B đủ số 3 đủ mười hai đội năm giây. Đây là một trận để công hiến và để khẳng định bản lĩnh cũng như là danh dự của đội tuyển. Hai đội chuẩn bị sẵn sàng go. Xóm Thống Nhất lắm lão đồ quá. Nhưng được cái là ngược quay nở lúc xăm lúc văn căng. Có 10 cầu thủ chúng tôi đến thấy có đến 7 cầu thủ là lên trước ông nội cả rồi. Thế ra vẫn còn các vận động viên chúng ta thả lỏng tích cực đi. Mong rằng là các lão đồ xóm Thống Nhất kéo lấy một việc để khoe với các bà là tôi vẫn còn khỏe. Hết sức đi. Mời hai đội. Lên đây. Hai đội chuẩn bị. Sẵn sàng go. Thấy chưa? Phần trai đã làm lợi thế về xóm các lão đồ xóm Thống Nhất rồi. Hai đội vẫn đang nhau, 50-50. Rất là căng thẳng. Cố lên nào, cả đội cố lên. Mười điểm có lẽ là đến rồi đấy. Cố lên, cố lên. Cổ động viên các bạn đâu của xóm Thống Nhất đâu, giơ tay nào. Rất là đáng to. Có lẽ là hai bên đánh võng rồi. Thế coi này. Cố lên, cố lên. Cố lên nào. Cố lên. Rất là hay. Cố lên, cố lên. Cố lên nào. Hai bên. Lên, học lên rồi. Sao học đâu rồi, còn cò. Còn bước đầu mà lên nữa. Tốt rồi. Thành đạt cố lên, thành đạt cố lên, thành đạt
Xin giới thiệu trận số 46 bảng G. Trên sân A là đội tuyển Nam Xóm Diêm Mai cộng 2. Mang trang phục áo trắng mai đỏ. Trên sân B với trang phục áo hồng sọc tay trắng đai vàng, đó là đội tuyển Nam Xóm Thành Đạt Quốc Tế. Trọng tài kiểm tra sân B. Đủ. Sân A. Đủ. 12 đi, 5 giây. Hai đội tập trung. Lắng nghe khẩu hiệu nhá. Hai đội chuẩn bị. Sẵn sàng, go! Bao cả được phải là nào? Chúng này chúng tôi chỉ thấy lâm ma vẫn đẩy thôi, chưa có gì áp đặt cả. Cố lên, cố lên. Có lẽ là Hà Nội vẫn đang sinh tập trò chơi của đối phương. Cố lên nào, chưa có gì cả. Rất là căng thẳng. Cố lên, cố lên, cả hai đội cổ động viên của cả hai đội rồi. Cổ vũ nhiệt tình nha. Cố lên. Như vậy là Diêm Mai chúng ta đã thấy giành cơ hội đây. Thế nào Diêm Mai ná lên rồi. Và người thế đang thuộc về Thành Đạt. Người thế đang thuộc về Thành Đạt đây. Liên hết thế. Có lợi thế nhưng mưa không biết tận dụng. Hai đội đều sân. Đội trưởng đứng có ngang vạch chứ không được đứng ở khu vực cận cảnh. Nhớ là đồ Diêm Mai. Chắc tuyệt vời. Hai đội chuẩn bị. Sẵn sàng, go! Sẵn sàng. Có lẽ lúc này là hai đội các huấn luyện viên đã chỉ đạo các vận động viên là chúng ta đang sinh tập và chờ cơ hội của đối phương đây. Nhưng người nào dám được cả rất bài bản, rất bài bản. Ba bốn rồi, rồi sau 5-14 điểm cứ như là tất cả rồi. Ra ta thua rất cơ nào. Cổ vũ cho một kỳ tình cờ hai đội đi ra. Cố lên, căng thẳng quá. Cố lên, cố lên.
Vâng, thời gian đang có cơ hội nè. Tận dụng luôn cơ hội, phải nói thời gian đó là bài thư chỉ huy của thời gian cũng rất chuyên nghiệp. Thông báo với đội tuyển Nam đoàn kết Chợ Chiều là sau bóng Chợ Chiều có mở trường nóng là 4 triệu đồng thưởng luôn. Như vậy là đã có tiền và thanh niên Chợ Chiều có mở ra một giải thưởng là nếu thắng thì được 3 triệu và nếu thua chỉ được 1 triệu. Như vậy và tiền vẫn chưa đưa cho, vẫn là đang ở và là tiền hơi phải nộp vào hàng quán tổ chức mới chắc, cho nên là đã thông báo thì cho nó chắc ăn đã nộp. Xin giới thiệu trận số 47 bảng H, trận sân A là đội tuyển Nam đoàn kết Chợ Chiều. Sân B, trang phục áo màu xanh đai đỏ, đó là đội tuyển Nam Sóng Cầu Vồng 2 Cô Tuột. Trọng tài kiểm tra sân B, đủ, sân A, đủ, 12 đội năm giây. Nhưng chắc ăn nếu như thua vẫn có 5 triệu, còn nếu mà thắng thì có 7 triệu cơ. Hai đội tập trung. Hai đội chuẩn bị. Go! 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 Ở phần dây cờ và đoàn kết Chợ Chiều. Đoàn kết Chợ Chiều có 3 đi được 53 giây. Cầu bầu đi ra lên. Hai đội đổi sân. Như vậy Chợ Chiều đang tạm dẫn với tỷ số 1-0. Hà Long tích cực, Hà Long tích cực. Hai đội chuẩn bị. Sẵn sàng, go! Vừa thắng vừa mở đang mà lại vừa có 7 triệu. Vâng, bà là trưởng đoàn. Đội trưởng, chúng ta là xin mở kết rút 7 triệu để thưởng cho đoàn kết Chợ Chiều.
đoàn trận 48 của Gầu Cầu Vông và Nam Đoàn Kết Xóm Đền. Nhưng mà đến giờ này cả hai đội vì lý do sức khỏe duy trì và chương trình đến đây tạm thời kết thúc. Hẹn 8 giờ sáng ngày mai tất cả các chương trình bán kết, chung kết sẽ được diễn ra. Xin mời toàn thể nhân dân chúng ta đón xem chương trình lễ hội kéo co của xã Liên Hà năm 2024.